Hello anh em đã quay trở lại với kênh YouTube của An Phát Computer. Ở trong video trước thì chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về SD. Vậy thì ở trong video ngày hôm nay chúng ta sẽ học cách nhìn thông số của SD thế nào cho chuẩn và độ bền của SD sẽ phụ thuộc vào đâu. Trước tiên thì mình sẽ nói về phần thông số của SD hay còn được gọi là SD spec. Những cái thông số này thì đều được public ở trên trang chủ của hãng nên các bạn hoàn toàn có thể xem và tự tìm hiểu sau khi xem xong video ngày hôm nay. Đầu tiên đó chính là về mặt dung lượng. Nhiều khi các bạn mua SD có dung lượng là 240GB, 250GB hoặc là 256GB. Vậy thì điều này nghĩa là sao? Về trên thực tế cái dung lượng nhận được các bạn sử dụng ấy sẽ là giống hệt nhau, không có chuyện cái nhà sản xuất này sẽ ăn bớt dung lượng SD của các bạn hay là hãng này cho ít hay là cho nhiều, mà nằm phụ thuộc chủ yếu là cách tính dung lượng. Với cách tính của Windows đó chính là sử dụng mã nhị phân, trong đó thì 1024 byte sẽ bằng 1 KB, 1024 KB sẽ bằng 1 MB, 1024 MB sẽ bằng 1 GB và 1024 GB sẽ bằng 1 TB. Đó những cái ổ SD HDD 1 TB thì ở Windows sẽ được tính là 1024 GB. Còn đối với nhà sản xuất thì họ sẽ sử dụng những cách tính khác nhau. Có nhà sản xuất họ sẽ sử dụng luôn cách tính của Windows. Thế nhưng thông thường thì sẽ là những cách tính như này là 1000 byte sẽ bằng 1 KB, 1000 KB sẽ bằng 1 MB, 1000 MB sẽ bằng 1 GB và 1000 GB sẽ bằng 1 TB. Đó chính là lý do mặc định khi dùng SD sẽ đều ghi là 1 T, nhưng khi cắm vào Windows thì hiển thị sẽ rơi khoảng chừng 931 GB hoặc là 935 GB. Sai số sẽ vào khoảng 7%, thế nên thực tế sử dụng cũng không ảnh hưởng nhiều đến trải nghiệm cho lắm. Và lý do thứ hai có tên gọi là over provisioning hay còn gọi nôm là hệ thống dự phòng quá tải. Nguyên lý hoạt động của SD hiện tại đều là các chip nhớ được xếp chồng lên nhau. Việc các bạn ghi dữ liệu vào sẽ hoàn toàn đơn giản và nhanh chóng, nhưng khi các bạn xóa dữ liệu đi, đôi khi dữ liệu các bạn sẽ không bị xóa hoàn toàn mà bị tạm ẩn đi thôi, giống như kiểu dọn rác được gom lại nhưng mà chưa mang đi đổ. Và nếu như không để ý thì khi sử dụng các bạn cần copy dữ liệu vào SD thì các bạn mới bắt đầu là khiến cho SD bắt quét toàn bộ ổ cứng và xem dữ liệu vào các bạn vừa xóa, và khi đấy nó bắt đầu xóa và copy đè các dữ liệu mới lên. Thì đây chính là lý do khiến những mẫu SD bình thường, các SD giá rẻ sẽ bị giảm tốc độ khi sử dụng, khi các bạn sử dụng gần full SD rồi. Và nếu không có những cái phân vùng dự phòng gọi là over provisioning này thì khi ổ SD các bạn gặp cái vấn đề đó chính là copy dữ liệu mà còn ít dung lượng quá thì sẽ không thể nào copy được và sẽ xuất hiện lỗi. Over provisioning này sẽ đóng vai trò làm phần dữ liệu trống để sử dụng cho SD các bạn vừa dọn rác và vừa copy dữ liệu. Thế nên khi mua SD các bạn sẽ gặp được những mẫu SD có những dung lượng không đồng đều, có thể là 240GB, 250GB hoặc là 256GB. Và sau khi trừ đi sai số của Windows kèm theo cả cái over provisioning này thì dung lượng thực tế các bạn nhận vào, tức là hiển thị ở trên Windows, sẽ rơi vào khoảng chừng là 220GB tới 230GB. Còn về phần chiều dài sao thì đối với ổ SD M2 sẽ có chủ yếu là 3 chuẩn 2242, 2260 và 2280. Có gọi là khá nhiều kích thước khác nhau, tuy nhiên nó chỉ khác nhau về chiều dài, còn về bề rộng sẽ là bằng nhau. Thì để các bạn có dễ hình dung được thì cứ lấy tiền tố 22 đầu tiên đấy, thì 22 đó chính là 22mm, cái tức là cái chiều rộng, còn cái yếu tố đằng sau là 42, 60 hay 80 thì đơn giản chỉ là chiều dài của SD mà thôi. Thì còn tốc độ đọc và ghi, về các bạn đây là một khái niệm khá là mơ hồ đối với những các bạn nào mà lần đầu tiên tiếp xúc. Thì mình sẽ lấy ví dụ về một ổ SD hoạt động độc lập thôi nhé, tức là không phải mấy ổ SD hoạt động song song với nhau. Theo như công bố của nhà sản xuất SD ABC thì tốc độ đọc ghi có thể đạt được cái 2500 MB trên một giây, tốc độ ghi là 2000 MB trên một giây. Thì điều này không hề sai mà chỉ đơn thuần nằm ở cách nói. Cái tốc độ cực cao này đó chính là tốc độ đọc ghi tuần tự, tức là khi SD của bạn được sử dụng để đọc dữ liệu một cách tuần tự từ đầu đến cuối, giống như các bạn đọc bảng chữ cái từ A đến Z một cách lần lượt, thì khi đó cái hiệu suất về cái tốc độ đọc cũng như là về khả năng nhớ được là rất cao. Nhưng đôi khi sử dụng thì lại không giống như vậy. Khi sử dụng thực tế thì chúng ta sẽ sử dụng cụm từ đó chính là đọc ghi ngẫu nhiên. Các bạn copy file hay thư mục mà các bạn sử dụng sẽ luôn có những cái file rất lớn hoặc là có những file rất nhỏ nằm xen kẽ với nhau, và khi copy hay đọc dữ liệu thì SD sẽ đọc một cách ngẫu nhiên, giống như các bạn phải đọc một chữ cái bất kỳ nào đó trong bảng chữ cái từ A đến Z ấy, thì các bạn phải nhớ được là nó nằm ở vị trí thứ bao nhiêu và đọc như nào cho chuẩn. Thì về các bạn sẽ không ảnh hưởng mấy đến trải nghiệm sử dụng, và chỉ đơn thuần là đôi khi các bạn copy file thì đã thấy lúc nhanh thì lúc chậm. Còn về phần độ bền thì sao? Đây chắc chắn sẽ là vấn đề mà rất nhiều người quan tâm, bởi vì bản chất SD là ổ cứng thể rắn, không có cái linh kiện cơ học nào, thế nên không có chuyện các bạn là khi di chuyển này, vận chuyển hay bị va đập nhẹ gây ra hỏng. Tuy nhiên, cố tình phá thì SD vẫn có thể hỏng như thường. Độ bền của SD được quyết định bởi terabyte Thông số này thì nghe có vẻ là hơi xa lạ một chút, nhưng đó chính là cái tổng số terabyte mà ổ SD các bạn đã ghi được. Ổ SD các bạn càng xịn thì cái TBW này, tức là cái khả năng ghi tối đa SD sẽ càng cao. Tuy nhiên thì mình sẽ lấy một ví dụ về một ổ SD có dung lượng khoảng 120GB thì có cái khả năng ghi tối đa trung bình rơi khoảng chừng 40 TB, tức là ổ SD này sẽ ghi được tối đa là khoảng 40.000 GB dữ liệu. Nếu như mỗi ngày các bạn sử dụng khoảng chừng 20 GB dữ liệu thì sau khoảng 5 năm của SD các bạn sẽ có thể gặp vấn đề. Nhưng hãy nhớ rằng SD có dung lượng càng cao thì tuổi thọ càng lớn. Với những ổ SD có dung lượng là khoảng 500GB, 1 TB, hoặc thậm chí có những ổ SD lên tới tận 1 TB, thì khi đấy ấy, cái về phần độ bền ấy sẽ cao hơn khoảng chừng nhiều chục lần đúng hơn, bởi vì ở trên thị trường sẽ có những ổ SD hoạt động để bật 24/7, và nếu như mà không cố tình phá thì một ổ SD dung lượng thấp khoảng 120GB sẽ có độ bền trung bình khoảng 6 tới 8 năm. Sau 6 đến 8 năm các bạn bắt đầu đổi cứng thì là một điều hoàn toàn ổn mà, đúng không? Nhưng ổ SD mình chỉ dùng khoảng chừng 3-4 năm là mình đã thay một ổ SD mới rồi. Còn những ổ SD có dung lượng lên đến vài chục terabyte thì độ bền sẽ tính bằng hàng chục năm chứ không phải tính bằng vài năm như những ổ SD dung lượng thấp. Còn phần nhiệt độ sẽ chia ra làm hai loại là nhiệt độ bảo quản và nhiệt độ hoạt động. Thì đối với nhiệt độ bảo quản sẽ là khá rộng, từ khoảng -40°C tới 85°C. Chỉ cần ở trong cái mức nhiệt đó thì SD các bạn sẽ không bị hỏng ở trên lý thuyết. Còn nếu nhiệt độ hoạt động thì sẽ hẹp hơn một chút, sẽ rơi vào khoảng -0 tới 70°C. Trong khoảng đó thì SD sẽ hoạt động được hết công suất, và nếu nhiệt độ cao hơn hoặc là quá thấp thì SD sẽ ngừng hoạt động hoặc là sẽ suy giảm tốc độ đọc ghi tạm thời. Thời gian bảo hành thì sẽ tùy vào từng hãng thôi, có những bạn bảo hành 1 năm, 2 năm, 3 năm, 10 năm hoặc thậm chí là hơn. Mình sẽ lưu ý cho các bạn một chút, thì đây chỉ là những điều cơ bản nhất dành cho những bạn nào mà chưa hiểu về SD. Ở trong video tiếp theo thì mình sẽ giúp các bạn đào sâu dần về những kiến thức liên quan đến SD, hoặc thậm chí là một video liên quan tới vấn đề gọi là gì nhỉ? Đào một cái tiền ảo, tức là chia từ những loại ổ cứng, nhưng mà mình sẽ nói chiếc như này, không có chuyện đâu nha. Bên Trung Quốc lửa đấy. Hẹn lại các bạn ở trong những video sau. Xin cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi hết video này, và nếu như có thắc mắc về bất kỳ sản phẩm hay chương trình khuyến mại nào thì đường link tư vấn miễn phí cũng như là mua hàng mình sẽ để ngay dưới phần mô tả của video. Và nếu chưa đủ tiền để rước em nó về, đừng quên là An Phát có trả góp 0%. Nhớ like, share cũng như subscribe và để lại ý kiến của mình dưới phần bình luận nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo.